Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Vios phiên bản số sàn, bản mới cập nhật tháng 5 năm 2023, bản mới ra mắt và ngoại thất là màu đen. Và đồng thời cũng giới thiệu cho anh chị về giá bán của các phiên bản xe của Vios thời điểm tháng 5 này. Thì Vios mới được cập nhật vào đầu tháng 5 với phiên bản V-Lift có giá mới cùng các option trang bị thêm. Thì giá lần lượt các phiên bản như sau. Đối với phiên bản 1.5 EMT trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết được giảm từ 489 xuống còn 479 triệu. Và đồng thời hiện tại đang có gói hỗ trợ 30 triệu cho các phiên bản. Thì với cái giá bên trên thì lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 515 triệu. Trả góp anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng tầm 150 thôi. Phiên bản thứ hai là phiên bản ECVT thì có giá niêm yết được giảm từ 542 xuống còn 528 triệu. Thì với cái giá bên trên thì lăn bánh số tiền nó sẽ rơi vào khoảng chưa đến 507. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 1.5G thì sẽ có giá niêm yết được giữ nguyên là 592. Và ở thời điểm hiện tại thì lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 630-640. Và lăn bánh thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng tầm 180-190 triệu. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe, các phiên bản của chiếc xe Toyota Vios ở thời điểm tháng 5 năm 2023. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về cụ thể nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5 EMT, phiên bản số sàn duy nhất của Vios. Thì đầu tiên như phiên bản này thì anh chị nhìn từ bên ngoài, nếu mà không tìm hiểu sâu về dòng xe Vios thì rất khó phân biệt được ba phiên bản. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị làm nhau để phiên bản phân biệt được các phiên bản, bởi vì bây giờ nó đã quá giống nhau. Từ cụm đèn nhá, em sẽ anh chị đi xung quanh xe, từ cụm đèn này, từ cái thiết kế mặt ca lăng, từ la răng cho đến phần đuôi xe thì cả ba phiên bản đều như nhau, chỉ khác nhau một chút là phiên bản G sẽ có tay nắm cửa mạ chrome. Còn bản G sẽ có cái logo là dạng 3D, cái thanh bên dưới này sẽ là mạ chrome chứ không phải là sơn màu bạc như thế này. Tuy nhiên là phiên bản E số tự động và E số sàn rất là khó phân biệt. Đến hiện tại đến em thì em để hai chiếc xe so sánh thì em vẫn chưa tìm được cái điểm nào để em phân biệt được chiếc xe E số tự động và E số sàn ở phía bên ngoài đời. Thì nếu anh chị nào có để ý được một chút để dễ phân biệt thì có thể comment giúp em, hoặc là anh em mình gọi điện trao đổi thêm. Và phiên bản 2023 này thì những người dùng mà sử dụng số sàn hay là số tự động bản tiêu chuẩn thì cũng được nâng niu hơn rất nhiều, bởi vì là ngoại thất giống nhau, không bị trông quá khác biệt như ngày xưa nữa. Từ bây giờ bản số sàn nhưng đã được dùng là mặt cụm đèn dạng bi LED tóm sáng rất là tốt, pha và cốt chung bóng. Cái thiết kế này thì đặc biệt với màu đen thì nó rất là khỏe khoắn. Màu đen, màu trắng ngọc trai và màu đỏ là ba màu nó tương phản với cái mặt ca lăng mới, thì nhìn cái bề ngoài nó sẽ rất là khỏe khoắn. Còn ở phần thân xe để hợp hơn với cả cái thiết kế mới thì la răng được thiết kế lại là dạng la răng 6 chấu đơn dạng phay xước, là kích thước thì vẫn giữ là 15 inch. Phần thân xe thì không có gì khác biệt nhiều ngoài cái la răng. Còn ở phần đuôi xe thì cũng không có thay đổi mấy, cụm đèn vẫn vậy, vẫn có hai cảm biến sau. Tuy nhiên là cái mặt cái cản sau đã được thay đổi sang nhựa nhám. Anh chị có thể soi chi tiết về cái phần đuôi xe của phiên bản E 2023 này. Cụm đèn vẫn giữ nguyên, được thiết kế lại cái cản sau. Và bây giờ em sẽ vào phần nội thất cho anh chị. Trước khi vào phần nội thất thì em có đi qua đây. Nó là cái tiêu thụ nhiên liệu 6,2 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Và một cái không phải phiên bản này thay đổi, mà hai phiên bản bên trên đã thay đổi theo bản số sàn. Là ngày xưa phiên bản 2022 là chỉ có phiên bản số sàn thì mới có trang bị là nội thất màu đen. Tuy nhiên là bây giờ phiên bản ECVT và GCVT đã được trang bị sang là thay đổi sang là cái nội thất màu đen như thế này. Thì nội thất của xe cũng không thay đổi quá nhiều, có một vài cái điểm như sau. Đầu tiên là cái bây giờ xe đã được trang bị khá nhiều nút bấm. Đây. Nút bấm hai bên là rằng cái tay lái thì vẫn vậy. Có bên này là bật tắt cảm biến và bật tắt chống trơn trượt. Cụm đèn này, rồi bên này là gạt mưa. Màn hình vẫn vậy. Điều hòa thì vẫn là điều hòa cơ, chìa khóa cơ. Một cái đặc biệt là cần anh em trải nghiệm nhiều thì cái số sàn của chiếc xe Vios này rất là bám, mà nhả côn cái là ăn ngay. Học xe đi số sàn thì
thì đi vay ớt thì là dễ nhất rồi. Em sẽ để máy lên. Và động cơ khung gầm cảm giác lái thì sẽ không khác biệt nhiều, và nó chỉ khác về cái một số cái option như bên trên, đặc biệt là ngoại thất. Đặc biệt là ngoại thất bây giờ của xe số sàn đã được nâng niu hơn rất nhiều, đã được chăm chút hơn, và để anh em dùng xe số sàn thì rất là được thoải mái, tự tin với ngoại hình của mình. Đèn full LED, đèn mi LED, đèn bật đèn lên cho anh chị xem. Ngoại hình không khác gì một chiếc xe số tự động cả. Thiết kế mới, cụm đèn mi LED thức sáng này, rồi đèn ban ngày gom sáng rất là tốt. Còn đây là hàng ghế thứ hai của xe. Hàng ghế thứ hai của xe thì cũng không có thay đổi nhiều. Tuy nhiên là có được một trang bị thêm một cái tính năng nữa, là tính năng hai cổng sạc cho hàng ghế thứ hai. Ở đây nó sạc nhanh đấy chị ạ. Cổng Type-C hiện đại rồi, nó không phải là cổng USB như C như ngày xưa nữa, mà là USB Type-C. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của các phiên bản xe Vios ở thời điểm tháng 5 năm 2023, phiên bản mới, cũng như là giới thiệu về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios màu đen phiên bản số sàn. Anh chị nào còn em tư vấn thêm các vấn đề như là trả góp, lịch xe, giá xe, nhìn ở đầu này thì em đang nói dở, em vẫn thấy nhắc lại là nó rất là đẹp. Cái thiết kế mới này đặc biệt là màu đen, màu đỏ và màu trắng ngọc trai. Thì các em tư vấn thêm vấn đề gì hoặc là trao đổi thêm gì về các thông tin về xe Vios nói riêng và các dòng xe của Toyota nói chung, thì vui lòng liên hệ giúp em qua số online trên màn hình. Em xin phép hẹn chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.